Kính chào toàn thể quý vị khán giả, ta đến với câu chuyện ngày hôm nay của kênh Tắc Tin Tức. Thưa các bạn, cái tên Tuấn Phỏ Mã 36 đang là cái tên hot trong mấy ngày hôm nay. Với số lượt tìm kiếm đang tăng rất nhanh. Vậy Tuấn Phỏ Mã là ai? Hãy cùng Tắc Tin tìm hiểu nhé! Tuấn Phỏ Mã tên thật là Hoàng Đình Tuấn, 40 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa, hiện đang là tài xế ông Tô. Tuấn nổi tiếng trên một số nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, Youtube. Trong đó, có một tài khoản TikTok với hơn 300.000 lượt theo dõi và hơn 3,8 triệu lượt thích. Tài khoản của người này thường đăng tải các clip nói về cách né cảnh sát giao thông, giải thích về luật giao thông đường bộ. Trong đó, đáng chú ý, nhiều clip của Tuấn Phỏ Mã ghi lại cảnh anh ta xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Các clip của Tuấn ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động còn có nội dung bán máy cạo dâu thu hút sự chú ý hàng trăm nghìn người xem. Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ngày 6 tháng 3, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn phò mã hay Tuấn 36 để điều tra về hành vi đánh bạc.